bài bài Say You Do hay. Chị nói một đoạn tiếng Anh nghe xong rồi chị ghi âm giọng lại xong rồi chị ngồi chị nghe. Chị nghe chị có động lực không? Chị người ơi, chị mà sang nhà em là chị sẽ thấy lung linh luôn. Sao xem đây? Mày xem đi. Tập. Nhà kiểu nhìn từ bên trên mà cảm giác rất là hiện đại, rất là thành phố luôn. Welcome, welcome, welcome. Nhìn nha, nhìn đẹp nhỉ? Đây nha, nhìn như kiểu nhà hiện đại đúng không? Nhưng mà thật ra rất là mấy cái từ xít rồi. Đấy. Đây. Không gian mở. À không phải mở đây thôi là chính. Đây là phòng khách rất là rộng. Đây, đây là phòng tủ đồ chứa với phòng sách. Bên này là nhà vệ sinh. Đấy, tắm chính. Bồn rửa mặt nhìn ra bên ngoài. Nhà vệ sinh đây. Yểu phải không phải. Nhà này cũng phải có sách nhá. Chiêu sách này, đi ngủ. Chiêu đấy em. Bye bye chị. Bye bye em. Nhìn từ trên xuống đẹp nhỉ?
Bèo quá. Xung quanh cho mặc quá. Mấy cái video này nó hay có mấy cái quảng cáo nhỉ?
mà nghe đừng một chiều ấy. Ơ chú ơi, để trên này quay sâu ra chặt con rồng. Hey!
Thank you.
được không ai? Nguyên nhân vẫn tắt là chị, nhưng mà nó cũng tắt chị mình ở trong tắt ghế, tắt ghế ok. Trời ơi, Metasero tham hại quá. Chị nhớ đây, anh chỉ là người thay thế. Thank you.
3 tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Tiếng nữa xin.
em mà kiểu nó mà kiểu nấu ăn nghĩa là thì em nấu cho tụi em cho kiểu hạn chế dầu mỡ lắm, chứ không cho nhiều dầu đâu, nhưng mà chúng nó nấu thì nó cho nhiều dầu mỡ ấy, kiểu cảm thấy ngấy ấy, thì mình không quen quen. Trình độ màu này nhưng mà nhuộm vẻ màu có nghĩa là các em ru nó nhuộm 4 lần thuốc thì nó lên màu đẹp lắm ấy. Chơi đậm bê đấy, chơi đậm đèo mà. Đừng có giúp khéo không? Muốn đi nhuộm. Muốn đi nhuộm cực. Nhưng mà em nhuộm xong sợ là tóc nó dễ hư tổn. Hả? Chị đi nghỉ đi. Thôi thôi chạy, không mất rồi. Em vui nhỉ, vui nhỉ, vui nhỉ. Em á, chị có đây không? Ờ, chị mở bài khóc kiểu em. Không, bài này hay vã. Chị hả? Mày đây hay. Em muốn nào yêu đau rồi. Ui trời ơi. Hả? Hả? Mai trời ơi mẹ. Có hiện mấy em ở trong cái này à? Cái một lỗ thuốc đây. Bảo sao ấy mãi chả được. Trang ạ. Thế ra không? Tại vì nó hiện ở cái bluetooth ở trong cái này nữa. Cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh. Em thì bài mới. Anh ra giật mày rồi. Em thì bài mới ở đây à? Anh hãy lại đi ra anh này. Bật hết cam lên. Em chém hết mấy con là bật hết cam lên. Hả? Bật hết cam. Ngồi đó nhìn thật. Hả? Do Trang ạ, chị hiểu tại sao em không bắt được ở cái mô lúc của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu... Do sao gì? Nó dính cái... Hả? Cái này này, chị thấy hiện em hốt ở trên cái can này. Hả? Mày khóc của em ấy hay lắm. À, thì để muốn biết anh nghe hàng. Có lúc không em không mang, cái chị mang hết làm gì? Sợ. Trời trai. Đây là cười trên nỗi đau khổ của em. Chị rất hạnh phúc. Từ tối là không bị mất. Nó mất váy ra xong lại khói. À đúng rồi, do anh không chơi game nên là vậy. Thôi anh đừng chơi nữa, để cho bọn em hoạt động cho nó. Bán cáo.
Maybe a trail. Rồi. Không ạ, mấy lúc em nghe thì gọi chị buồn lắm. Rồi. Hay nhở, hay nhở. Ồ, rồi thế. Hôm nay chân đồ bắt đẹp trai và ai nữa rồi. Bài này mà kiểu đúng kiểu cái như kiểu dạng chị cũng yêu đúng sầu đời nghe bài này hay không xương đá tốt hơn mà. Anh nghĩ từng nói gì hả? Hả? Chỉ có bọn thất tình mới nghe bài của Miu Siro thôi. Chị Hòa của em cũng nghe đấy. Chị Hòa xong thế. Ừ nhưng mà chị thấy hay vãi. Cho chị anh mình đúng không? Ừ, cũng kiểu hơi cái câu này ở trong đây cũng một cái câu mà cái gì nhỉ, chờ đợi người dù biết chờ nó câu ạ, đúng rồi cái gì nhỉ, người ta bảo là cố không giữ mất thì đi tìm, mất là mất ngồi mất khóc. Quảng cáo con gà. Gà nó kêu ấy. Cho gà ấy ảo. À, chị mà kêu cái đấy xong à? Vậy á? Ừ, chị kêu đấy xong. Chị cũng có cái quảng cáo đấy ấy. Bở một xứ rồi. Mọi chị gửi chị một con gà trọi. Ngon thích thế.
chân to đùi chắc thịt đâu chân là đâu thì đông đâu ăn mềm kiểu ăn nó chắc nó dai không không mẹ em kiểu hôm em cần một cái con gà đi là gà đấy nuôi được hơn 3 tháng thì nó vẫn còn non ấy ăn nó vẫn mềm ăn không dai chắc thịt đâu em bảo là thịt thịt ngan mang đi cân ngan 4-5 cân ấy nhưng mà em kiểu to quá em bảo cầm nửa con đi xong em bảo cho con ngọt thèm gà xong em bảo là thịt mẹ em bảo là thịt gà mềm không ăn ngon đâu thế là em vẫn cố chấp nhận thôi. Cái bản idol của nhóm 999 ấy, à 911 ấy, đợt trước không phải là bản official, ngay cả single cũng phải official, mà bây giờ ra cái bản này mới là official. Chị xem cái bài cái họp báo mới nhất của Đức Phúc ấy, nó chia sẻ vậy mà, em chia sẻ vậy. Bản chưa có official. Em bị sốc luôn mà, em không ngờ đấy không phải là bản official đâu. Thế là gì em? Bản friend fan mét cái gì ấy thank you.
here. Đang nghe nhạc nó cho cái nó cho nó PA cái nó hát là chờ hoài sao hơn chưa về. Không phải ơi, nhưng mà cái nhạc này nó đúng tâm trạng của em, khó nghe rồi. Em đang hiểu không? Không, em biết là nay mà mình là gì của nhau, sợ huyền thoại một thời này. Thank you.
muốn nổ hũ rồi. Trời ơi. Hả? Chị Nguyễn ơi. Ôi, hả? Ôi, em lại một đứa nổ hũ mời đám cưới. Ôi trời ơi. Hả? Lớp cũ hả chị? Lớp cấp 3. Trời ơi. Đang không muốn về. Có nghĩa là chị thích đi làm người lắm em ạ. Chị không ngại mấy cái này đâu. Nhưng mà đang đi học, không có thời gian để về. Buồn. Mùng 5, mùng 6 là bao giờ nhỉ? Bao giờ đến mùng 5, mùng 6 nhỉ? Nay mùng mấy ấy chị Nguyễn? Mùng 5, mùng 6 là âm dương á. Không biết, âm dương ấy. Chịu. Kháo là dương. À âm. Ngọt đám cưới hay mời âm á. Hả? Không gì về em đâu. Đây kì đồ đá. Bạn em còn nói chuyện hay lắm nhá. Tình hình là tao tìm được đại gia rồi. Trời ơi. Tao này là hay gây gây vậy mà. Nó sinh năm 2002, ngày 31 tháng 12 năm 2002. Nhưng ở trên lớp em vẫn luôn gọi nó là chị nhá. Tại vì kiểu quen ấy. Nó cũng gọi là chị. Xong chuẩn bị có nghĩa là mấy tháng này sẽ có hai đám. Hôm đi ăn tất nhiên là cô này nó đã bảo là tao sắp ra Tết là tao sẽ cưới. Cô này là con khác. Các bạn cứ làm mình nôn nao. Hả? Đây chị nghĩ là lúc mình cái bụng nó hơi xe hoặc lúc ban đầu là chị có bầu thì cưới đó. Hả? 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 Đợt trước em về đi đám cưới ấy. Cái con này hôm đấy nó cũng dẫn người yêu về mà. Dẫn người yêu về đi đám cưới này. Nhưng không ngờ là đẩy nhanh tiến độ quá. Bất ngờ khi đám cưới. Nó em tưởng là nó ôn thi đợt đấy là nó sẽ thi học đại học đấy nhưng mà nó lại không. Đây cũng rồi. Oh.
nghe đâu nghe được rồi mai mai chờ các em ơi anh thua ở cái chết có gì nói chứ rồi chết cái cái bài Say You Do hay. Chị nói một đoạn tiếng Anh nghe xong rồi chị ghi âm giọng lại xong rồi chị nói chị nghe lại. Chị nghe chị có động lực không? Chị người ơi, chị mà sang nhà em là chị sẽ thấy lung linh luôn. Sao xem đây? Xem đi. Sao? Nhà kiểu nhìn từ bên trên mà cảm giác rất là hiện đại, rất là thành phố luôn. Welcome, welcome, welcome. Nhìn nha, nhìn đẹp không? Đây nha, nhìn như kiểu nhà hiện đại đúng không? Nhưng mà thật ra nó rất là bình thường. Thật ra xí 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 xí